Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Một tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe ô tô vừa xảy ra tại cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây khiến giao thông bị kẹt cứng, tắc nghẽn liên tục, hàng nghìn người dân ăn Tết phải nhích từng chút một. Cập nhật từ VTC News, sáng ngày 3 tháng 2, những người tham gia giao thông trên đường Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh chịu cảnh kẹt xe nghiêm trọng. Khi đến đoạn đường hướng vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây thì các xe bị chặn lại, phải thay đổi hướng đi bằng cách rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp chạy về quốc lộ 1. Trong khi đó, trên cao tốc đoạn qua huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai cũng xảy ra tình trạng kẹt xe, hàng nghìn ô tô phải nhích từng chút, thậm chí đứng bánh trên đường. Nguyên nhân là do vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Anh Nguyễn Thanh Huyền cho biết, vào khoảng 6 giờ sáng nay, khi đang lái xe trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây đi hướng về quê Bình Thuận thì chịu cảnh kẹt xe kéo dài. Hơn 1 giờ đồng hồ nhích từng chút một đến đoạn đường thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai thì anh Huyền phát hiện 4 ô tô va chạm liên hoàn cách trạm dừng chân vào cao tốc khoảng 2 km. Để xử lý hiện trường vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành đóng, xả phương tiện vào cao tốc theo từng đợt. Còn tại nút giao An Phú, thành phố Hồ Chí Minh, đội cảnh sát giao thông Cát Lái thông tin việc đóng xả cao tốc ở đây diễn ra từ khoảng 7 giờ và chưa dừng lại. Do phía đầu cao tốc có công trình nút giao An Phú nên áp lực giao thông tăng cao trong thời điểm cận Tết. Hiện nay, đội cảnh sát giao thông Cát Lái vẫn đang tích cực điều tiết và hướng dẫn phương tiện đi ra lối Võ Nguyên Giáp để đi quốc lộ 1 về miền Trung, Tây Nguyên. Thông tin ghi nhận từ báo VN Express, lượng xe về quê ăn Tết tăng cao khiến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết kẹt 10 km, đồng thời tai nạn liên hoàn làm tuyến thành phố Hồ Chí Minh – Dầu Dây ùn ứ 3 km sáng ngày 3 tháng 2, 24 tháng Chạp. Khoảng 7 giờ, dòng xe bị ùn ứ kéo dài hàng chục km hướng từ Nam ra Bắc trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết ở khu vực nút giao Vĩnh Hảo – huyện Tuy Phong. Hàng loạt ô tô mất nhiều thời gian mới thoát ra khỏi khu vực. Trong lúc chờ đợi, nhiều tài xế tắt máy, mở cửa ra khỏi xe. Lực lượng cảnh sát giao thông phụ trách cao tốc cho biết kẹt xe kéo dài do chốt đèn đỏ ở cửa ngõ ra quốc lộ 1 nối cao tốc tại xã Vĩnh Hảo có thời gian dừng lâu, trong khi lượng xe ở cao tốc rất đông trong ngày cuối tuần về quê ăn Tết. Cảnh sát đã điều tiết hướng dẫn các xe đi ra ở đoạn nút giao Đại Ninh, huyện Bắc Bình, cách đó hơn 40 km để giảm ùn tắc. Chốt đèn đỏ ở khu vực xã Vĩnh Hảo cũng được điều chỉnh thời gian phù hợp. Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết dài hơn 100 km, tổng đầu tư 11.000 tỷ đồng. Đi qua 4 huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình và Tuy Phong của Bình Thuận, thông xe từ tháng 5 năm 2023. Trước đó vào khoảng 6 giờ, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Dây cũng ùn tắc kéo dài hơn 3 km đoạn qua trạm thu phí Long Thành do tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô 4 đến 7 chỗ. Các xe gặp khó khăn khi đi từ thành phố Hồ Chí Minh tới Đồng Nai. Theo đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường cao tốc số 6, Cục Cảnh sát Giao thông, hôm nay bước vào cao điểm Tết, lượng ô tô qua cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành tăng cao, đến hơn 100.000 lượt xe mỗi ngày, cộng với sự cố nên xảy ra ùn ứ. Lực lượng chức năng đã tới xử lý hiện trường, di dời xe bị nạn, phân luồng. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Dây dài 55 km, đi qua thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Tuyến đông xe thường xuyên ùn tắc nên được dự tính mở rộng gấp đôi đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh từ 4 lên 8 làn để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 10 ngày 29 tháng 1 năm 2024 về tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an quyết liệt chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai các phương án tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm đối với tất cả các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là trên đường bộ, nhất là các tuyến đường cao tốc, ngăn chặn và xử lý triệt để các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, vi phạm khi đi qua đường ngang, phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, không đi đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều đường, dừng, đổ trái phép, quay đầu xe, tránh, vượt không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, không nhường đường cho xe ưu tiên, đi vào làn dừng khẩn cấp.
đồng thời triển khai ngay thu phí không dừng tại các sân bay. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải siết chặt kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình, xử lý kịp thời đối với các phương tiện vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là vi phạm về tốc độ, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các sở giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án đảm bảo năng lực vận tải, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ Tết, chú trọng đối với cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù, bến cóc, xe chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định. Đặc biệt, đảm bảo hệ thống thu phí điện tử không dừng hoạt động thông suốt, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai ngay phương thức thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay, kết nối liên thông, đồng bộ vào hệ thống thu phí điện tử không dừng trên toàn quốc theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí. Ngày 30 tháng 1, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết sẽ chính thức áp dụng quy trình điều hành mới để giảm tình trạng delay, ùn tắc trong cao điểm Tết Nguyên đán 2024, báo Dân trí thông tin. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đã chấp thuận triển khai chính thức mô hình phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không sân bay ACDM tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất từ ngày 1 tháng 2. ACDM được hiểu là quy trình đã thống nhất giữa các đơn vị điều hành khai thác tại sân bay. ACDM cung cấp nền tảng để các đơn vị phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ công tác ra quyết định tại cảng hàng không, nhằm quản lý tắc nghẽn tại sân bay, tăng hiệu quả lập kế hoạch khai thác, tối ưu hóa sử dụng nguồn lực, nâng cao khả năng dự báo và nâng cao tính đúng giờ của chuyến bay. Công nghệ ACDM sẽ giúp giảm thiểu lãng phí sử dụng slot và quản lý luồng không lưu, giảm thiểu ùn tắc trên sân đổ và đường lăn, giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu do giảm thời gian lăn, đồng thời hạn chế ảnh hưởng tác động môi trường, giảm tiếng ồn và khí thải CO2 trong khu vực sân bay. Việc áp dụng ACDM được cho là sẽ góp phần giúp giảm tải tình trạng máy bay delay trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2024. Tân Sơn Nhất là cảng hàng với tần suất cất hạ cánh cao nhất cả nước, sắp xỉ 260.000 lượt cất và hạ cánh. Sản lượng hành khách thông qua cảng đến cuối năm 2023 đạt 42 triệu lượt, gấp rưỡi so với công suất khai thác thiết kế. Điều này cũng cho thấy sự quá tải về hạ tầng cũng như năng lực khai thác. Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật tại Tân Sơn Nhất cũng chưa đồng bộ, các hệ thống thông tin chuyến bay được các bên liên quan tự phát triển nội bộ, dẫn đến việc chia sẻ thông tin giữa các đơn vị gặp khó khăn. Tháng 12 năm 2020, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dưới sự chỉ đạo của ACV thành lập tổ triển khai mô hình ACDM bao gồm toàn bộ chuyên gia đầu ngành và có thẩm quyền quyết định từ nhiều đơn vị. Cảng đã triển khai thành công 2 đợt thử nghiệm trên chuyến bay hàng ngày với tổng số 22.441 chuyến bay, áp dụng đầy đủ trên các khung giờ thấp điểm, cao điểm và cả ngày 24/7 trong thời gian dài, đánh giá đầy đủ các rủi ro về khai thác và hệ thống. Đây là cơ sở để Cục Hàng không ra quyết định triển khai chính thức mô hình ACDM liên quan đến kế hoạch phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2024. Lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong cao điểm sắp tới, trung bình mỗi ngày sân bay sẽ khai thác khoảng 850 đến 880 chuyến bay. Trong ngày cao điểm nhất, 27 tháng Chạp, đơn vị sẽ khai thác gần 930 chuyến với sản lượng khách cả quốc tế và quốc nội đến và đi trong ngày là hơn 150.000 người. Con số này vượt gần gấp đôi sản lượng khách đang khai thác tại nhà ga trong ngày thường. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.